Cô Thái Đại Cảng xin kính chào quý vị và các bạn. Chia sẻ quý vị các bạn, hôm nay Bảo Thái Đại Cảng có mặt tại nhà vườn anh Dương tại Hải An, một nhà vườn chơi khá lâu rồi. Và hôm nay có chú Sơn Phồn, nhà vườn Sơn Phồn, chú làm cây cho anh Dương. Nhà vườn chú Sơn Phồn có địa chỉ tại 155 Phương Ngưu. Tôi đang định hình cây xanh quê có đá rất là đẹp. Mời quý vị cùng xem. Tôi chào chú Sơn Phồn nhá. Rồi. Chào bốn trai tất cả. Vâng, chào mọi người, chào anh em nhá. Vâng. Sơn Phồn hôm nay có sửa cho nhà anh Dương cây xanh, xanh quê. Vâng, có sửa cũng đã khá lâu rồi, lần này là thứ ba rồi. Lần thứ ba. Cây cối này cũng tương đối. Vâng. Bây giờ đang định mình giải bộ răng. Vâng. Chào nhanh nhá. Vâng. Xin chào quý vị ở đây, cái bệ này ấy. Cách đây 8 năm chú cũng đã bó đá. Đây là và đã nhuyễn hết rồi, rất là già. Những thước phim trước thì là Bác Sá Đại Cảng có chia sẻ những thước phim về chú Sơn Phồn làm đá. Và hôm nay Bác Sá Đại Cảng tiếp tục chia sẻ chú Sơn Phồn định hình bông răm này xanh. Buổi chiều hôm nay thì thời tiết rất là nóng, hơi nắng một tí, hơi nắng. Trời lắng nên là phải che ô lên là cái ánh sáng nó vào cây không được sáng. Mình quý vị xem hết sức thông cảm. Đây hình bước 3 này chắc là dễ hơn những bước đầu tiên chú nhỉ? Đúng rồi, bây giờ nó có lớp rồi, nó dễ làm hơn. Nhưng lần sau còn dễ nữa. Đúng rồi, lần sau nữa thì nhìn nó nhàn. Tương đối rồi. Cái cây xanh quê này chú có chia sẻ cho mọi người biết là về cái việc mà bỏ răm. Bỏ răm thì thực ra thì nó mình nếu mà lăng cắt thì nó hơi ít bỏ. Vâng. Tức là lăng cắt rau. Đúng rồi, sửa liên tục. Vâng. Cảm thấy lá già là sửa, chứ đừng để nó quá lứa. Vâng. Quá lứa cái nó hay bỏ răm. Thế thôi. Ừ. Không như dòng Nam Điền như vậy. Không, Nam Điền nếu mà nó ít hơn. Vâng. Nó ít bỏ. Xanh quê này cứ cớm tốt quá là bỏ. Vâng. Nam Điền khỏe hơn. Rồi cái bông chỗ này nó rối tinh măng miến giờ gọn gàng rồi, nó có làn rồi, nó dễ. Rồi. Dễ vào trong cái bảo dây thì cũng là có. Ừ. Có thể cũng có, nó quen tay. Rồi. Quen.
Tức là cứ phải già chứ nhỉ? Cứ phải già. Lá cứ phải già mới làm. Lá cứ phải. Lá non ngay là thậm chí làm đi cái xương chính của nó vẫn non, nhưng khi làm nó không lẩy mầm được. Nó cứ phải già, già cộng già lá. Tôi thấy để một cái bộ bông trăm xanh quê nếu mà để đẹp cũng lâu, cũng mất thời gian lâu đó, nó khó làm hơn nam điền nhiều lắm. Nam điền đi làm nó dày ra, xanh quê này răm nó thưa, có khi là mình làm xong rồi lần sau làm nó cái chỗ lại bỏ. Nó khó là khó cái đấy, tức là cái đốt nó dài. Đốt nó dài mà nó khả năng nó còn bỏ nhiều hơn. Nó cứ bỏ răm, rõ ràng mình làm xong rồi nó lại bỏ. Nó lại ra chỗ khác. Thế nó ngoài có được định hình nhà này xong rồi, nhưng mà cái chế độ chăm nuôi nó cũng rất quan trọng. Chăm nuôi thì nó cũng bình thường, nó cũng không đấy, dễ không mà nó lại bỏ. Nhất là răm non là bỏ ngay. Đây được gặp rất là nhiều. Tôi trở với quý vị là cây này là trước là cây hoàn thiện rồi và chủ nhân quyết định cắt lại để tạm như điện trận cho côn trùng theo lối mới. Anh Dương là một người chơi cũng lâu tại Sóc. Dám chấp nhận là được cắt bỏ cây hoàn thiện để làm theo cho cây nó đẹp hơn nữa.
chấp nhận mất nhiều thời gian. Năm này năm thứ ba rồi. Vâng. Cái này trước hoàn thiện rất là đẹp. Năm thứ ba rồi. Nhưng mà tư duy của chủ nhà vườn thì là muốn là chè gà xanh quê cúc phải cắt ra. Lâu. Thế nào? Anh ấy quyết định cắt lại và nuôi lại. Nên là cái nghề cây làm rất công phu và mất rất nhiều công sức để có tác phẩm đẹp. Ở đây có dày quá, ví dụ như thế này nó đang không trắng. Cái đảo đi cái nó lại. Miễn là đừng để cái nọ trồng cái kia được. Vâng. Chứ nhiều lúc mà tham quá để nó trồng với nhau không được. Vâng. Kể cả dày răm hay thưa răm nó phải đeo ống tắp. Vâng. Nó trồng đống với nhau là không được. Nóng vã mồ hôi vã mồ hôi nóng quá này là còn cơ bản bên trên nó gói ô nóng mở để bí gió bí cây nó không không bí quá cây nó cũng không được đẹp. Ừ. Rõ ràng rất lắng nhưng mà nó hơi gió. Cái gì vậy? Bộ dễ dưỡng nhau đá.
áo không đéo tháo hết. Cái trên cái độ cao này thì nó không tránh khỏi rung lắc, con kính là có cái gì cả. Cái tay rơi ấy đẹp quá, còn nó liệu chỗ này nó không có tay rơi, nó ấy, nó trống, khoảng này nó liệu. Trống buộc nó tỏa ánh tay rơi.
Chỗ đấy có khi không cần. Như vậy là chú Xuân Phổng đã làm định hình xong cây sành quê đáng nàng rất là đẹp. Từ sáng giờ Xuân Phổng làm định hình 400 cái tác phẩm của nhà quê Ninh Dương. Vâng. Bây giờ tác phẩm đã xong, mong anh em để ý, động viên giúp đỡ để cho Xuân Phổng càng ngày càng phát triển. Chào anh em. Vâng, cảm ơn chú.